Chào các bạn, mình là Mê Tư Trưởng đây. Còn đây là oan gia nói hiệp của mình, Kiệt Fly Gamer. Theo yêu cầu của siêu siêu nhiều bạn luôn, thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ thực hiện thử thách là 24 giờ hẹn hò cùng với Kiệt Fly. U là trời. Các bạn không tin đúng không? Đúng như vậy, mình cũng còn không tin nữa đó. Không ngờ là có ngày mình với Kiệt Fly làm thử thách hẹn hò luôn. Mà đầu tiên là các cặp đôi sẽ làm gì? Mình nghĩ là mấy người hẹn hò sẽ mặc đồ cặp đúng không? Nên là mình với Kiệt Fly quyết định là mặc đồ cặp luôn cho nó nhìn giống hơn. Chứ mặc đồ bình thường thì nhìn như là hai đứa bạn vậy đó. Ok, hôm nay là bạn trai cho giống chút ha. Đẩy tôi đi. Dạ dạ, tiểu thư muốn đi đâu ạ? Bây giờ thì tụi mình đi hẹn hò thôi. Đi qua thành phố mới ha. Ok, let's go. Đói bụng quá à, đi ăn pizza đi. Mới bắt đầu thử thách thôi mà đã đói bụng rồi sao? Kệ người ta, ố lên trời, kệ xe kiếm gì vậy? Ủa, kẹt rồi mèo ơi, xuống đi. Trời đất ơi, đúng là buổi hẹn hò vui vẻ. Hai đứa suốt ngày đánh lộn giữa nhau rồi bây giờ đi làm thử thách hẹn hò. Đúng là buồn cười quá trời. Ê, lại đang ngồi chung cho giống cặp đôi nè. Nhanh 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 nhanh. Trời đẹp em nhỉ. À, hơi âm u. Chắc là vì có anh nên là đẹp đấy. Hay. Để đi ói cái đã. Mèo này đi đâu đấy? Đi làm tóc với tôi nè. Bỗng nhiên tôi muốn thay đổi màu tóc, thấy màu bạn hơi chói. Kiệt Fly cũng làm điệu à? Ai cũng có quyền điệu mà, hi hi. Ái chà chà, tôi đang nghi ngờ giới tính của Kiệt Fly rồi đó nha. Thôi, tôi là trai thẳng 100% đó. Thôi nè, mạnh mẽ lên nè. Ok, tôi gọi đồ xong rồi, bây giờ thì tôi đi nhuộm tóc thôi. Để coi là nên nhuộm màu gì đây. Màu vàng đẹp nhất thì mình nhuộm rồi. Mấy màu này thì thấy là nó hơi tối quá. Thôi, mấy bữa nay mình làm Son Goku rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm Sakura nha. Ủa, Kiệt Fly đứng đây để tôi làm tóc hồi nãy giờ hả? Thương ghê ta. Tên 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 tên. Xong rồi. Ai, xinh thế. Ha ha ha, coi như là Kiệt Fly cũng có mắt đó chứ. Tất nhiên là xinh rồi, người yêu của anh mà. Yêu em lắm. Mất ói ghê. Sếp, tài xế đâu? Bây giờ đi đâu đây? U là trời, Kiệt Fly đẹp trai vậy. Yeah boy. Ôi không, mình không thể bị sự đẹp trai này cám dỗ được. Đi ra khỏi thành phố đông người, về căn nhà nhỏ. Bò em vào ba lô, đưa em về hồi thủ đô. Hết thuộc rồi. Sếp, rồi bây giờ đi đâu nhỉ? Theo tôi thấy là mấy cặp đôi thường đi xem phim lắm. Đi xem phim ha. Ok, xem phim kinh dị đi. Fly đâu mà đẩy thì tội nghiệp ghê. Nhưng mà không sao, tôi nhẹ mà. Anh Kiệt Fly đi mua bắp đi, em ngồi đây cho. Vì là một ngày thử thách hẹn hò nên là mình với Kiệt Fly cũng ráng nói mấy cái câu ngọt ngào. Nghe muốn ó luôn ha. Ê chị Miu, chào em. Đi thôi em Miu. Ói. Nói gì đã rồi. Bóp cổ bây giờ tin không? Ha ha, ôi con xong ghê. Ê, qua phòng này nè. Phòng VIP hôm qua, đi qua phòng này. Rồi ngồi ở đâu đây? Ngồi ở trên này nè. Ái chà, lãng mạn quá ta. Ủa, đoạn phim đâu? Cần gì phim trong khi hai đứa mình như ngôn tình rồi. Hay, yêu em lắm đấy. Chê. Sao đây? Dặn rồi à. Hôn hô, đừng mà. Khen. Vãi thiệt chứ. Ôm này. Ôm anh này. Ôi, lãng mạn quá đi. Ăn của anh nè. Chê. Hay. Ha ha. Ôi, con xong về, con xong về. Liêu liêu, đi thôi. Quê như vậy là đủ rồi. Ê, chết tiệt. Hẹn hò mà còn tròn tôi nữa hả mèo? Ủa, đẩy tôi đi đâu đây? Tới công an làm gì? Lên đồn. Ủa, tôi có làm gì đâu mà bị lên đồn. Á, thả tôi ra. Làm giấy đăng ký kết hôn. Ok, đua xe luôn. Ủa, gì vậy? Tôi đua xe chứ đâu có bị xe hút đâu. Xe màu vàng nữa, giống như là bò hút ghê. Giống Titanic em nhỉ? Titanic phiên bản lỗi hả? Nhưng mà chúng ta là happy ending nha. Ha ha. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Để tôi gọi điện thoại cái. Đua xe mà gọi điện thoại hả? Chắc báo tin cho gia đình là xuân này con không về quá. Alo, ba má hả? Không. Con đua xe xong là con rước con dâu về cho ba má nha. Đồ, hay. Dạ, ba má coi viết đơn chia tài sản đi. Thằng này láo. Ha ha, ok, xong rồi đấy.
anh Thắng sẽ cưới em nhé. Rồi Thu thì sao? Thu thì cũng cưới luôn, còn hỏi. Nhưng mà ba má tôi chưa đồng ý mà. Yên tâm, không được cũng phải được, không thôi đưa em đi trốn nha. Để mẹ tôi coi video này rồi hỏi ý kiến của mẹ tôi nha. Ok, xe mẹ mua, không đưa mẹ buồn. Đừng tình anh thua, đừng đua anh chấp. Thắng làm vua, Thu làm vợ kiệt lai, bắt đầu thôi. Ủa, mà kiệt lai có chạy không vậy? Có thấy có mình không vậy ta? Hay là đang chạy theo lưng của mình? Nhưng mà mình không thể thua kiệt lai được. Nếu mà thua kiệt lai là mình sẽ phải làm vợ kiệt lai đó. Trời ơi, sợ quá đi. Ủa, rồi giờ sao? Chị Fly ơi kêu. Chị Fly đâu rồi ta? Có chạy không ta? Ta nãy giờ không thấy. Chắc là chơi ăn gian mình rồi này. Nếu có chạy là vượt mặt mình rồi. Hay, phải xử đẹp thôi. Ơ, hay. Đứng đây nhảy hồi nào vậy? Ăn gian. Mình thì chạy muốn xỉu, nó thì đứng nhảy. Đi thôi. Ủa, đi đâu? Lựa đồ cưới. Ủa, ai đồng ý làm vợ cậu đâu? Ủa, hôm nay đóng cửa rồi. Hôn hôn sao đây? Phải làm sao, phải làm sao? Nhưng mà mình có đồ cưới mà, hi hi. Hay. Cưới thôi. Thay đồ đi em yêu. Ừ là trời, không ngờ là làm hẹn hò chơi thôi mà cưới thật luôn rồi nè. Bây giờ thì mặc đồ giống như là cô dâu thôi nè, buồn cười ghê. Các bạn thấy sao, thấy mình với chị Fly có hợp đôi không? Đi chụp hình cưới thôi. Ok, góc này đẹp nè chị Fly, chụp đi. 1, 2, 3, cười. Giờ ôm tôi đi. Ủa, nhẫn cưới đâu? Đem về tay ra nè, nhẫn đâu? Nè. Wow, nhẫn đẹp quá ta. Ui, nhưng mà nhìn gần trong mặt em to hẳn ra. Đúng là cái đồ vô duyên, nghỉ cưới luôn đi. Vậy mà hỏi sao không ế? Dẹp luôn đi, nghỉ hẹn hò, nghỉ cưới luôn đi. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách một ngày hẹn hò cùng với Kiệt Fly thành công rồi. Và nó còn vượt ngoài mong đợi nữa. Đây là ảnh cưới fake của tụi mình nè. Chụp chơi vậy thôi chứ bạn đánh nhau ầm ầm. Các bạn còn thử thách gì muốn thử thách mình nữa thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các